Thì mình vừa mới qua phà vào khu vườn quốc gia Nam Cát Tiên. Thì giá vé vào là 60.000, phí cắm trại qua đêm 100.000, đặt cọc thêm 300.000. Giờ kiếm chỗ cắm trại mai chúng ta đi tham quan. Nếu mà vi phạm quy định mất an toàn sẽ bị phạt.